thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13, chào mừng kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trong những ngày qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, phù hợp đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát động hướng dẫn các cấp hội tuyên truyền vận động hội viên hứng tuần lễ áo dài nhằm lan tỏa và khơi dậy trách nhiệm giữ gìn phát huy di sản văn hóa Việt Nam, ứng trồng cây xanh, phụ nữ vun trồng tương lai vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Với tinh thần mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh, phát động các cấp hội, cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân nhắn tin ủng hộ chung tay xây dựng được ít nhất 130 mô hình sinh kế cho phụ nữ vùng biên giới. Đồng thời lựa chọn tổ chức các hoạt động meeting, tọa đàm gặp mặt, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện phòng chống dịch. Đến nay, các cấp hội in Bái đã thực hiện được 216 công trình phần việc chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13, như hỗ trợ làm nhà máy ấm tình thương, xây dựng các tuyến đường hoa, làm đường bê tông nông thôn, làm các tuyến đường thắp sáng đường quê, xây dựng công trình nước sạch. Các hoạt động gia quân vệ sinh môi trường giúp nhau ngày công, vận động phụ nữ tôn giáo tham gia sinh hoạt hội, xây dựng các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc.